bốn bốn bên đây, rồi O1 OE OB OC OD là bốn đường ha, là chữ cái. Rồi tiếp theo tí nữa mình cũng phải cắt ra những cái đường này luôn, thì mỗi vị trí này mình sẽ là một con số, ví dụ trên đường OA thì đây là 1, đây là 2 ha, thì tí nữa cắt ra đây là 1 1 1 1 thành bốn mảnh nè, đánh dấu bốn phía 2. Tiếp theo OB nè, 3 4. Tiếp nữa, những cái đường này tí nữa mình nối vô nó khá dài mà không có số thì mình nên đánh thêm những số ở đây nữa ha. Ngay định ngực một cái. 9. Ừ. Những đoạn này ngắn thì mình không cần phải đánh nữa. Còn cái đoạn này là nếp gấp vải rồi, cho nên là cũng nó xa thì kệ nó, mình chỉ mình không cần lấy số ha, tại vì nó không có đường may. Rồi sau khi mọi người rẽ xong cái hình này rồi, mọi người sẽ lấy cho chị canh vải cho từng mảnh tia nha. Theo đường center front hết. Rồi, mọi người làm tới bước này đi, thì chị hướng dẫn cách vẽ rạch để tạo volume.